làm gì để mau có thai trở lại sau khi phá thai. Có rất nhiều trường hợp phá thai ở chị em, xuất phát từ những sự cố đáng tiếc như thai ngoài tử cung, sảy thai do tai nạn, nên bắt buộc phải phá bỏ để đảm bảo an toàn về tính mạng cho người mẹ. Những người này thường có tâm lý muốn mau chóng có thai trở lại sau khi phá thai. Vì vậy, để giúp chị em sớm hồi phục sức khỏe và mang thai trở lại, các bác sĩ đưa ra một số lời khuyên sau. Sau phá thai, chị em cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, tránh lao động nặng hoặc vận động mạnh, kiêng quan hệ tình dục thời gian đầu để không gây ra tình trạng xuất huyết âm đạo hay các viêm nhiễm phụ khoa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi vừa phá thai thì nên nghỉ ngơi tại nhà một thời gian và tiến hành các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chị em cần để ý các triệu chứng bất thường có thể xảy ra như chảy máu không thể kiểm soát, đau bụng dưới, cơ thể sốt, khí hư đục và có mùi hôi để kịp thời đến các cơ sở y tế, phòng khám chuyên khoa xử lý phòng các biến chứng nặng hơn. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ các bộ phận như cổ tử cung, nội mạc tử cung, cần tránh các can thiệp có thể làm tổn thương như quan hệ tình dục quá đà để tăng khả năng hồi phục, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ vùng âm hộ, tránh việc vi khuẩn có thể lây lan ngược dòng gây viêm nhiễm. Chị em cần thường xuyên thay băng vệ sinh và mặc quần nhỏ sạch sẽ, không nên tắm trong bồn hay những nơi vệ sinh không đảm bảo. Chị em sau phá thai nên tập trung chế độ dinh dưỡng hợp lý, sử dụng các loại thực phẩm giàu vitamin và chất sắt để tăng cường sức đề kháng cũng như bổ sung máu cho cơ thể. Sau 2 đến 4 ngày nghỉ ngơi tại giường thì có thể vận động nhẹ như đi bộ. Trong khoảng tháng đầu tiên, tuyệt đối không lao động nặng hay tiếp xúc với những môi trường lạnh để tránh bị nhiễm lạnh. Với những chị em sau lần đầu phá thai, cơ thể sẽ có những biến đổi sâu sắc, vì vậy cần có chế độ chăm sóc hợp lý. Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý sẽ góp phần hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Sức đề kháng tăng cao sẽ hạn chế được những biến chứng xấu có thể xảy ra. Nếu chị em quan tâm tốt đến các biện pháp chăm sóc sức khỏe sau phá thai thì sẽ giúp cơ thể sớm hồi phục, sức khỏe đảm bảo thì khả năng mang thai trở lại sẽ dễ dàng thực hiện. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.